Dạ, mời ông chủ với cô cậu qua ăn cơm. Dạ. Ăn cơm đi con. Dạ. Dạ, con mời bác ăn cơm. Con cứ tự nhiên. Dạ, mời ba mời anh ăn cơm. Ừ. Nè, mẹ con bây giờ có tuổi rồi mà nhìn rất là đằm thắm. Chắc hồi xưa là đẹp lắm đó Anh. hen. Dạ, cảm ơn em. Mà mẹ con đã coi ngày chưa? Dạ, mấy hôm nay mẹ con bận việc dự án. Chắc vài ba hôm nữa mẹ con coi rồi, con sẽ báo cho bác biết nha. Ừ. Dạ. Anh thêm đi con. Dạ, con chào ba. Ủa, gặp bữa ăn cơm Anh luôn đi vô con. đi. Dạ thưa bác. Mời con ngồi. Mời con ngồi. Qua đây đi con. Ngồi đi con. Dạ. Vũ ơi. Dạ. Lấy thêm chén đũa đi. Đây cô. Dạ Vũ. Ủa, anh ngồi đi. Ngồi đi con, ngồi ăn cơm. Dạ. Ngồi xuống đây. Mới cơm đi con. Dạ. Sao anh hai lại đến đây vào lúc này chứ? Mình đã cảnh cáo nó rồi mà nó vẫn không nghe. Bỏ mặc mày anh để chạy theo cô ta. Dạ nước nè ông chủ. Nhân dịp này mình để anh Hào làm quen dần với gia đình luôn. Dạ. Ăn đông vậy mới vui. Dạ. Nè anh ăn cơm đi. Mình ăn cơm xong rồi mình đi đến Mầm Xanh luôn nha. Con mời ba ăn cơm. Ừ, được rồi. Tự nhiên đi mấy đứa. Nè anh. Sao con? Xin lỗi cả nhà, con vào trong rửa tay cái. Anh bị gì vậy? Có cần em đi cùng với anh không? Không sao đâu, anh vô rồi ra liền mà. Chắc nay mình không được thoải mái vì có anh Hào là người lạ. Vì mỗi hôm chỉ có bác với Nguyễn Lan. Bác sợ ý quá. Đáng lý ra thì bác phải nói trước để tụi con không phải bỡ ngỡ như vậy. Con đây còn cảm thấy không thoải mái nữa là. Nè chị. Nè, hôm nay nhà có khách, sao hai đứa kỳ vậy? Anh ăn đi. Ừ. Ăn cơm đi. Lan và Minh, tụi con đã chọn ngày đính hôn chưa? Dạ chưa ba. Chắc là tụi con sẽ chọn tổ chức vào những ngày cuối tuần cho nó tiện. Dạ thưa bác. Dạ con xin phép bác là con về trước. Tại con chợt nhớ con có việc chưa làm. Ủa? Vậy nếu mà có việc thì tôi không ép. Dạ, con xin phép bác. Thưa bác con về. Anh Hào, kệ đi ba, ba ăn cơm đi. Ăn đi con. Nè, sao tự nhiên đang ăn mà anh lại bỏ về vậy? Tụi mình đã hứa là ăn xong sẽ tới Mầm Xanh mà. Tại anh chợt nhớ có việc cần phải làm. Chuyện cho quà mấy đứa nhỏ để bữa khác nha. Em vô với mọi người cho vui, đừng để người lớn chờ không nên. Nè, có chuyện gì vậy? Anh có chuyện gì giấu đúng không? Không. Anh nói dối không có giỏi đâu. Cái mặt hiện rõ lên kìa. Kể từ lúc anh vô nhà em là em không thể nở một nụ cười nào luôn. Anh xin lỗi. Tại vì tới đây rồi anh mới chợt nhớ là có chuyện gấp anh chưa có làm.
anh cứ nghĩ tới nó rồi cứ bồn chồn cho nên không có vui. Thiệt không? Ừ, thiệt. Việc đó là việc gì vậy? Anh nói em nghe thử coi. Ừ, thôi để bữa khác anh kể cho em nghe nha. Thôi được rồi, anh đi đi. Em vào nhà đi. Sao? Nếu không có buổi gặp mặt hôm nay, tao có chết cũng không ngờ mày khốn nạn đến như vậy đó. Em xin lỗi anh. Anh Hai à, anh hãy vì em mà giúp đỡ em lần này đi. Em đã đi tới bước này rồi, em không thể nào mất tất cả được anh Hai à. Phải khổ sở lắm em mới vươn lên tới được như ngày hôm nay anh Hai à. Nếu tao vì mày như vậy là tao trở thành một kẻ bất nhân bất nghĩa sao? Đồng tiền đã làm cho mày mất trí rồi Minh à. Mày đã quên hết lời trăn trối của ba rồi hay sao vậy? Em nhớ, em nhớ hết tất cả. Nhưng em không thể nào làm được anh Hai ơi. Em sợ cuộc sống nghèo hèn như trước đây. Em không thể trở lại cuộc sống như trước đây đâu. Cuộc sống trước đây của tao với mày tuy nghèo nhưng mà nó không hèn. Chỉ tới bây giờ, chỉ vì mày ham mê cuộc sống giàu sang, mày bất chấp tất cả, mày mới là thằng heo. Đúng, em là thằng hèn. Anh đánh em đi, anh chửi em đi. Nhưng em xin anh, đừng có bắt em quay đầu lại nữa. Em không làm được đâu anh Hai à. Tao không có muốn nói nhiều với mày nữa. Mày phải trở về chăm sóc cho mẹ anh đi. Tới khi nào cô ấy không còn nữa, mày muốn làm cái gì đó thì mày làm. Nhớ cho kỹ đó. Vô đi con. Vô đây ngồi nè con. Tôi ngồi đây được rồi. Tôi tới gặp bà là có chút chuyện. Chuyện gì vậy con? Thằng Minh nó sắp cưới vợ. Vậy thì tốt quá rồi. Thằng Minh có đến nhờ bà làm đại diện cho bên đàn trai. Tôi khuyên bà đừng có giúp. Tại sao vậy? Thằng Minh nó lấy vợ là chuyện vui mà con. Nó là đứa bất nghĩa, thậm chí là bất nhân. Nó là em của con mà. Nó đã làm gì mà con nỡ dùng lời lẽ nặng nề đánh giá em trai con vậy? Nó là đứa tham phú phụ bần. Nó đã từng dùng mọi cách để cưới được Mai Anh, mặc dù biết rằng Mai Anh sắp trở thành chị dâu của nó. Sau khi cưới được Mai Anh, nó lại vì tham vọng, vì địa vị danh lợi mà ruồng bỏ vợ hiền để chạy theo con gái của giám đốc bệnh viện Á Châu. Mai Anh bị tai nạn mất con, rơi vào cảnh mất trí. Khi gia đình Mai Anh rơi vào buồn khổ thì nó vẫn ung dung đi chơi, đưa đón cô gái kia một cách tự do, vui vẻ. Gia đình Mai Anh là người ơn của nó, là người đã giúp nó thoát khỏi sự tật nguyền của cánh tay để nó có thể tiếp tục con đường học hành. Trong 2 năm tôi ngồi tù thay nó, để nó không phải bị mất tương lai, thì chính gia đình Mai Anh là người cưu mang nó. Vậy mà nó lấy oán trả ơn. Trời ơi, thằng Minh nó đã gây ra những chuyện tài trời như vậy sao? Đó là lý do vì sao tôi tới đây gặp bà. Nếu bà không muốn hối hận về sau thì hãy nghe lời khuyên của tôi, đừng có giúp nó. Tất cả là cũng tại mẹ.
Giá như ngày ấy mẹ không bỏ rơi hai đứa con thì thằng Minh nó không trở nên bất chấp thủ đoạn như ngày hôm nay. Tới khi nào quấy không còn nữa, mày muốn làm cái gì đó thì mày làm, nếu chưa kỹ đâu. Không, không được để mọi công sức của mình đổ sông đổ biển. Chỉ còn một bước nữa thôi mình sẽ trở thành người đứng đầu Á Châu rồi. Không thể để sai lầm nông nổi trong quá khứ phá hủy tương lai của mình được. Không được. Không được. Chào chị. Chị tính đi đâu vậy? À, chị tính đi công chuyện. Xin lỗi hai đứa, chị có việc gấp dữ lắm. Thôi hẹn hai đứa dịp khác nha. Ủa chị, chị đi bằng cái gì? Sao em thấy nhà cửa trống bua trống quát vậy? Nói thiệt với em, thằng Tuấn em chị nó bị tông xe trên đường đi làm về. Nhà chị không có đủ tiền để chạy chữa, cho nên đồ đạc ở trong nhà có cái gì để cầm được thì chị đem đi cầm hết trơn à. Cũng nói thiệt với hai em á, là bây giờ chị định đi gặp mấy người quen để mà vay mượn thêm để mà lo cho nó. Chị à, chị bình tĩnh kể rõ đầu đuôi cho tụi em nghe đi. Rồi có gì à, tụi em xem giúp được gì thì giúp. Chứ em nghĩ đi vay mượn không phải là cách hay đâu. Ừ. Giờ tình hình em chị sao rồi? Bữa đó nó đang trên đường đi làm về thì nó bị sụp hố. Cũng may là mấy người dân ở gần đó phát hiện, cho nên mới đưa nó đi cấp cứu. Hai em biết không, bác sĩ nói nó bị chấn thương sọ não, cần phải mổ. Trời. Mà lúc đó chị rối trí dữ quá. Cái gì ở trong nhà, mấy đồ đạc cầm được á, là chị đem đi cầm để ráng lo cho nó. Chứ bây giờ chị không biết sao hết trơn á. Bây giờ nó vẫn còn hôn mê ở trong bệnh viện. Chị tính đi mượn để đóng tiếp phần tiền còn lại. Ủa, vậy ông chủ của Tuấn có biết chuyện này không chị? Ông ấy không hỗ trợ chút gì về tiền viện phí sao? Nói thiệt với tụi em á, là chị cũng có nghe mấy người đồng nghiệp á nói về bảo hiểm tai nạn gì đó. Chị mới làm theo lời họ, chị đến gặp ông chủ của thằng Tuấn. Tới nơi ổng không có giúp được gì hết trơn á, mà còn hăm dọa chị nữa. Ổng nói thằng Tuấn nhà chị nghỉ quá lâu thì sẽ ảnh hưởng tới việc kinh doanh của ổng. Lúc đó ổng còn nộ nạt chị nữa. Chị sợ quá cho nên chị đi về luôn. Trời, trách nhiệm của ông ấy á là phải bồi thường tiền viện phí cho Tuấn. Chị không làm sai nên không việc gì phải sợ. Bây giờ mình phải ép ông ấy mới được. Chị biết, chị biết em thương chị, cho nên em mới bức xúc giùm cho chị. Nhưng thật sự chị chỉ muốn thằng Tuấn nhà chị được yên ổn thôi em à. Giả lại lúc đó ông cũng mắng chị dữ lắm. Ông mắng chị không còn gì hết trơn, cho nên chị không muốn người ta coi chị là người ăn xin đâu. Vậy thì lần này em và anh Hào sẽ tới nói chuyện với ổng để coi thử là ổng còn ra vẻ được nữa hay không. Nếu ổng mà dám xúc phạm chị lần nữa là em sẽ kiện ổng ra tòa luôn. Em là luật sư mà. Sao em không nghe anh nhắc gì tới gia đình của anh hết vậy? Thì gia đình của anh cũng bình thường thôi mà, có gì đâu phải nhắc. À, hay là anh chở em qua nhà để em biết nhà của anh có được không anh? Ok. Mà nhà anh chỉ còn có ba thôi, mẹ của anh mất rồi. Vậy bây giờ còn có hai cha con thôi hả? À, đúng rồi. Mà anh nè, mà mẹ anh mất lâu chưa?
Rồi anh không có anh chị em gì hết hả? Ừ. Em làm cái gì hôm nay mà hỏi về gia đình anh dữ vậy? Ừ. Thì mình yêu nhau mà. Em quan tâm anh chút xíu cũng không được sao hả anh? Anh á, là anh tính chở em về nhà xong anh sẽ đi thăm ba của anh. Thôi bây giờ vậy, để anh chở em qua nhà thăm ba của anh luôn. Sao chịu không? À, chịu, nhưng mà có tiện không hả anh? Có gì đâu mà không tiện. Thì em là bạn gái của anh mà. Với lại ba của anh cũng thoải mái. Dạ cậu hai mới chị. Về. Ủa, ba tôi đâu chị Lệ? Dạ ông chủ mới vừa đi qua thăm công trình đó cậu hai. À vậy hả? Mời cậu hai giúp cô vô nhà. Mình vô em. Đi, mình vô. Thấy sao? Sao? À, nhà anh đẹp quá à. Nè, em thấy bức tranh đó có được không? Ừ. Thôi, mình ra ngoài sân cho mát. Ủa, Kim về rồi dạ, đó hả con? Ba. Dạ. Ừ. Mấy đứa qua đây ngồi nè. Dạ. Ba gọi con có chuyện gì không? Ủa, bộ có chuyện gì mới gọi cho con được hay sao? Dạ, con chào bác. Ừ. Dạ, ba. Đây là Tuyết, đồng nghiệp của con. Ồ, vậy chứ ba tưởng đâu là con đưa bạn gái về giới thiệu với ba chứ. Ủa, hồi nãy con nghe chị Lệ nói là ba mới đi ra công trình về hả? À không, hôm nay ba không có làm. Cho nên ba mới gọi con về để mà hỏi thăm đó chứ. À, dạ. Tới chừng nào con mới chịu dọn về ở chung với ba đây? Dạ, tạm thời cô thấy ở chung cư nó cũng tiện hơn cho công việc của con. Khi nào về con sẽ báo với ba nha. Vậy sẵn dịp chiều nay hai đứa ở lại ăn cơm với ba nha. Dạ, được, dạ. Ừ. Công nhận nhà anh giàu thiệt, chẳng buồn với mình. Mai Anh, nếu bây giờ em tính lại thì hay biết mấy. Em và anh có thể cùng nhau bàn cách xử lý chuyện của thằng Minh. Lan và Minh, tụi con đã chọn ngày đính hôn chưa? Dạ chưa ba. Chắc là tụi con sẽ chọn tổ chức cho ngày cuối tuần cho nó tiện. Chừng nào mày về? Tao không cần biết. Nội trong tuần này, mày mà không thu xếp hết tất cả mọi việc để về thăm Mai Anh thì mày đừng có trách tao. Nè, nhà này rộng rãi, hai ông bà già ở với đứa con gái là thấy khỏe rồi. Không có kiếm ai về ở chung đâu nghe. Phiền phức. Con xin lỗi đã để vợ nghe thấy. Nhưng con là anh, thấy em mình làm sai, bắt buộc con phải dạy dỗ cho nó nên người dưỡng à. Con người ai cũng muốn ép người khác làm theo ý của mình hết trơn á. Nhưng mà khi người ta không đáp ứng được á, thì sinh ra buồn bực khó chịu. Như vậy có khác nào mình chuốc cái nỗi đau khổ vô mình hay không? Tao biết á, là bay thương con Mai Anh, cho nên bay muốn là con Mai Anh cái gì cũng tốt hết trơn á. Nhưng mà tính con tao, tao biết cho dù bây giờ nó có tỉnh lại thì nó cũng không muốn ép buộc thằng Binh đâu. Dương, Dương đừng có nói như vậy.
Dượng càng nói, con càng cảm thấy bản thân của hai anh em con không có ra gì hết. Vô tư nhận sự cưu mang đùm bọc của dì Dượng, đến lúc trưởng thành thì lại quên ơn. Nếu không dạy được thằng Minh sống cho nên người, thì con sẽ không còn mặt mũi nào nhìn ba của con và mọi người đâu. Bay đừng để cái suy nghĩ chịu ơn nó trở thành gánh nặng cho bay nữa, mà hãy suy nghĩ là tất cả là do gia đình dì Dượng đã mắc nợ anh em tụi bay ở kiếp trước, cho nên kiếp này phải trả. Thật sự tao với dì bay cũng không còn muốn trách cứ gì nữa hết á. Tao chỉ lo rủ tao với bà có mệnh hệ gì, không biết là con mấy anh sẽ sống ra làm sao nữa. Dượng, Dượng đừng có nói như vậy. Con sẽ thay dì Dượng lo cho mấy anh. Thằng Minh nó làm không được, nhưng con thề là con sẽ làm được. Đây là việc cuối cùng tôi muốn bà làm cho tôi, nếu như bà muốn được tôi tha thứ. À, con ngồi nghỉ đi. Con xin lỗi cô nếu như con phải nói ra điều này, nhưng mà thật sự con thấy là cậu đang cố tình lợi dụng tình cảm của cô để mà ép cô làm những điều trái với đạo lý. Ai biểu cô nợ tụi nó quá nhiều làm chi? Cô đã sống sung sướng trong từng ấy năm, trong khi tụi nó phải sống trong khổ cực. Bây giờ đổi lại, cô khổ vì hai đứa nó cũng là lẽ thường tình mà con. Con đã theo cô bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ con thấy cô buồn và tiều tụy như khi cô trở về đây. Vậy chuyện này cô xử trí sao? Đầu óc của cô không còn sáng suốt để biết mình phải làm gì cho đúng. Con giúp cô chuyện này được không? Bây giờ cô là người đứng giữa, cho dù cô cố gắng như thế nào đi nữa, cô cũng buộc phải để cho một bên bị tổn thương. Ủa con, bữa nay con làm ca chiều hay sao con qua sớm vậy? Dạ không, hôm nay con được nghỉ nguyên ngày nên ghé qua đây ăn cơm ké dì Dượng tới tối luôn. Ủa đi chợ bị người ta móc túi hay sao mặt mày bày đang xì vậy? Còn hơn móc túi nữa, tôi gặp bà Năm ở ngoài chợ, bà hỏi thăm chuyện thằng Minh với con gái mình. Cái con mẹ nhiều chuyện đó, trước giờ không hỏi, tự nhiên bữa nay hỏi là sao? Tính như tộc mạch chuyện nhà người ta với người khác nữa hay sao vậy? Ông đừng có nói quan cho người ta. Số là bà đi đám cưới, rồi bà gặp thằng Minh nắm tay người khác đi vô nhà hàng ăn đám cưới. Cái gì? Rồi sao nữa? Rồi bà thú nhận với người ta là hai đứa nó đã ly dị rồi hả? Ừ. Chà, sao bà đánh quá vậy? Ơ, rủi đó là người giống người rồi sao? Chưa gì mà bà đã dạch áo cho người ta xem lưng rồi. Ông nói cái gì vậy hả? Bộ ông tưởng bà là con nít hay sao mà có thể gạt được bà? Cái chuyện rành rành trước mắt như vậy rồi, tôi nói thiệt nha, tôi đã cố tình né, tôi không trả lời bà mà bà cứ tò tò theo tôi như vậy à. Bà nói thằng Minh là thứ tham vàng bỏ ngải, rồi á, lúc trước bằng mọi cách phải quyến rũ con mày anh cho bằng được, tới khi vợ nó gặp nạn thì bỏ đi theo người khác. Tôi bực quá cho nên tôi nói quỵt toẹt ra luôn, để cho bà đi chỗ khác đi, bà đừng có hỏi nữa. Bà này, người ta mới nói có chút xíu thôi mà bà đã không chịu được rồi, rủi gặp cái chuyện gì lớn hơn thì sao? Ông, bà đừng có sống theo miệng lưỡi của thiên hạ nữa. Ông, gia đình mình ra làm sao thì mình biết được rồi. Thiên hạ họ không hiểu chuyện, họ muốn nói gì mặc họ. Ông nói thì nghe hay lắm á, chừng nào ông ở trong cái hoàn cảnh của tôi kìa, rồi đó đi giải thích cho người ta. Cho dù tôi có ở trong hoàn cảnh của bà thì tôi cũng không yếu lòng như bà đâu. Bởi vì thấy ai sắp lại gần tôi là tôi đã chạy rồi, vì tôi không có cho ai bươi móc đời tư của tôi hết trơn hết trọi. Thằng Hào cũng vậy nghe chưa, sau này ai có nói gì cũng mặc kệ người ta, bớt nghe lời thị phi của thiên hạ đi thì cái tâm của mình mới thanh thản được. Dạ. Bà nói sao? Bà tới đây để kêu tôi để cho thằng Minh tự quyết cuộc đời của nó à?
Mẹ không có ép con, nhưng mà thằng Minh nó đã lớn rồi, con hãy để cho nó tự quyết định tương lai của nó sau này. Bà có biết là nó đã từng làm những chuyện gì chưa? Em con nó sắp kết hôn với con gái của giám đốc bệnh viện, nhưng mà con không cho phép. Con bắt nó phải trở lại với người vợ trước kia. Nhưng mà người vợ đó chỉ là tình yêu của tuổi trẻ bồng bột nhất thời thôi. Nhưng mà người con gái sau này á mới là người đã thật sự yêu thương và muốn chung sống cả đời. Cái gì mà tình yêu bồng bột? Cái gì mà thật sự yêu thương và muốn chung sống cả đời? Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy nó và bà cũng không khác gì nhau. Người nào cũng tham vàng bỏ ngại. Ngày xưa bà bỏ cha tôi để đi theo người khác, bỏ cho anh em tôi bơ vơ. Bây giờ bà quay về đây để xin tha thứ, nhưng bà lại dung dưỡng cho thằng Minh làm những chuyện bất nhân bất nghĩa như bà ngày xưa vậy. Đi, bà đi ra khỏi nhà tôi ngay. Đi. Nướng nói chuyện đi. Thôi khỏi đi, tao không có nhiều thời gian để cà kê dây ngỗng với mày đâu. Tao đến để cảnh cáo với mày, nếu mày không về, tao sẽ cho cả cái bệnh viện này biết mày là vợ của mày. Anh hai, sao anh cứ nhất quyết dồn em vào bước đường cùng vậy? Anh hãy hiểu cho em được không anh hai? Em xin anh đó. Tao hiểu cho mày, để rồi tao và mày cũng trở thành kẻ bất nhân bất nghĩa giống như mày hả? Trời ơi, mày cũng đã từng bị bỏ rơi, hơn ai hết mày cũng hiểu được cái cảm giác đó mà. Vậy thì đừng để mấy anh phải chịu như vậy. Mày nhớ những gì tao nói đó.